xem buổi live của tụi em hôm nay nha các anh chị đẹp. Qua rồi. Xin chào chị Nguyên Nguyễn ạ. Hôm nay thì tụi em sẽ live tập trung vào bàn cưới nha các anh chị đẹp. Tại vì hôm nay á là bàn cưới của tụi em mới về rất là nhiều những siêu phẩm đẹp. Hôm nay của tụi em là tụi em live hết cho các anh chị đẹp xem luôn nha. Nên là các anh chị có thể là vào xem buổi live của tụi em, xong thả tim và xem về từng nhà giúp em nha các anh chị đẹp. Với lại nếu mà hôm nay các anh chị đẹp muốn xem những sản phẩm khác thì cũng có thể là comment vô giúp em nha, rồi sau em sẽ lấy mẫu cho các anh chị xem luôn nha. Mặc dù là live tập trung vô 9-50 bàn cưới, nhưng mà nếu mà muốn xem những mẫu khác thì mình có thể là comment vô luôn và tụi em sẽ lấy luôn, để like luôn cho mình nha. Xin chào chị Huyền Ngô, chị Lily Trang, chị Maria Nguyễn, hôm nay hôm bé đẹp dữ hen. Cảm ơn chị đẹp đã khen nha. Trời. Xin chào chị Ngọc Trinh, chị Uyên Lê, chị Song Linh luôn nha. Mình đây mình thả tim giúp em nhiều nhiều nha, để cho bài viết của em lên nha các anh chị đẹp. Rồi cái siêu phẩm này là siêu phẩm cực kỳ đẹp bên em luôn. Hiện tại thì các anh chị nào mà đang chuẩn bị cưới á, đang có nhu cầu xem tham khảo trước những sản phẩm bàn cưới thì có thể tham khảo buổi live này giúp em nha. Sợi dây em đang mang trên cổ là dây long phụng nha các anh chị. Dây em đang mang trên cổ là dây long phụng ạ. Nhìn này bao nhiêu chị? Sợi dây em đang mang là một lượng các anh chị. Dây long phụng này trọng lượng vàng của nó là một lượng 2 triệu đúng không? Giá của sợi dây này là 53 triệu nha các anh chị. Tầm khoảng 53 triệu là mình sẽ sở hữu được cái sợi dây này nhá. Dây liền mặt 9-50 vàng 9-80, dây long phụng chạm khắc rất là tinh tế luôn các anh chị, đeo lên rất là xinh luôn á, rất là tinh kế luôn, rất là đẹp luôn á. Em nhìn em cũng muốn cưới liền luôn nè. Anh xin nhắc lại nha, sợi dây này có trọng lượng vàng của nó là tầm khoảng 50 lượng. Giá của nó là khoảng là dao động khoảng là 53 triệu. Một lượng, em xin lỗi nha, một lượng 10 chỉ một lượng nha. Giá tầm dao động có khoảng là 53 triệu sợi dây này nha các anh chị đẹp. Dạ chị Nguyễn An, chị chấm. Chị Nguyễn An cần tư vấn gì chị đẹp hả? Rồi sẵn đây em giới thiệu, em báo giá luôn cái đó bông em đang đeo luôn nha. Bông hoa mai toàn ten nha các anh chị đẹp. Bông hoa mai toàn ten. Bông này trọng lượng vàng của nó tầm cỡ khoảng là 6 phân thôi nha các anh chị. Bông này có giá là 3 triệu, tầm ở khoảng là 3.240.000. 3.240.000 là mình sở hữu được đôi bông này nha các anh chị. Bông hoa mai toàn ten.
Bông này móc máy nha, không hộp. Bông móc máy không hộp nha. Giá của nó là có thể là 3.240.000 đôi bông này, mình sẽ sở hữu được đôi bông này nha. Rồi tiếp theo em lên cho mình xem luôn đôi vòng này nha. Vòng này là vòng hai chỉ, vòng hai chỉ nha các anh chị, vòng chạm hai chỉ. Vòng chạm thì tụi em có đủ ni hết luôn nha các anh chị, đủ ni đủ size luôn nha. Với lại là trọng lượng vàng của bên em á là những loại vòng này nè thì có là một chỉ. Xin ma vá lại nha. Dòng này tụi em có trọng lượng từ 1 chỉ, 2 chỉ, 3 chỉ, 5 chỉ. Một lượng thì có hết luôn nha. Mình muốn dòng nào cũng có hết luôn. Ly thì có đủ size, đủ ly luôn nha các anh chị. Mình có thể là ra mình đặt rồi tụi em sẽ lấy về cho mình nha. Đủ hết ly, đủ hết size, đủ trọng lượng hết luôn nha các anh chị đẹp. Vòng chạm của nó thì cũng có những cái chạm khác nhau nữa. Hiện tại là em đang đeo cái này là chạm hoa. Em đang đeo là chạm hoa nha, chạm vòng này là chạm hoa. Vòng hai chỉ hiện tại á, em minh báo giá vòng hai chỉ hiện tại luôn nha. Vòng hai chỉ hiện tại có giá là 10.600.000, tầm có khoảng là 10.600.000 cho vòng hai chỉ nha các anh chị đẹp. 10.600.000 cho vòng hai chỉ ạ. Rồi em báo giá luôn cái nhẫn hoa mai này luôn. Nhẫn hoa mai này là nhẫn 4 số ạ. Hoa mai này là nhẫn 4 số nha các anh chị đẹp. Hoa mai này thì trọng lượng vàng của nó là 1 chỉ. Nha, em báo giá luôn nhẫn luôn ạ, trọng lượng vàng của nó là 1 chỉ nha. Giá của nhẫn là tầm cỡ khoảng là 5.900.000. 5.900.000 là mình sẽ sở hữu được cái nhẫn này nha các anh chị đẹp ơi. 5.900.000 ạ. Trọng lượng vàng của nhẫn là dạ hồng thiếu, hồng thiếu dạ nhẫn hoa mai. Điện thoại của mình hả? À là mình muốn hỏi liên hệ cái hỏi báo giá cái nhẫn này đúng không ạ? Dạ mình vui lòng chụp hình lại màn hình lại giúp em nha. Mình vui lòng chụp hình màn hình lại giúp em, xong rồi mình inbox cho Zalo hoặc là trang bay lên Facebook bên em hoặc là Zalo tiệm bên em đều được luôn nha anh chị. Chụp màn hình lại giúp em xong rồi inbox nha, rồi xong bên em sẽ báo giá lại chính xác luôn cái sản phẩm đó cho mình. Và sẽ nếu mà mình muốn ship. Dạ chị mua đúng không ạ?
Số đó là số điện thoại này là số Zalo của mình luôn đúng không ạ? Để em kết bạn Zalo sao em báo giá chính xác lại cho mình luôn nha. Hoặc là chị cũng có thể kết bạn Zalo với số hotline, cái comment em ghim giúp em luôn và em báo giá lại giúp mình nha. Có số điện thoại không? Không có bản số điện thoại luôn. Em mới báo. Dạ rồi, bên đội ngũ online có tin em đang liên hệ với mình nha chị đẹp. Chị kiểm tra Zalo giúp em nha. Zalo của mình giúp em. Dạ rồi, ok chị, em đang kết bạn với mình luôn nha. Chị chờ xíu nha, mình kiểm tra giúp em trên Zalo nha. Dạ rồi á, bên em kết bạn cho mình rồi nha chị. Mình kiểm tra giúp em nha. Dạ, Huy gia, dây chuyền hai lượng đi em. Dây chuyền vàng cưới luôn hay sao anh ha? Dây chuyền vàng cưới hay là dây chuyền 18 anh? Dây chuyền nam 18 hay dây chuyền vàng nữ vàng cưới? Mình comment lại giúp em nha anh Huy gia. Dây chuyền 18k nam đúng không ạ? Dạ rồi, để em kiểm tra nha, em lấy dây cho mình xem luôn nha. Quỳnh ơi, dây nam 2 lượng. Anh chờ xíu nha, em sẽ lấy mẫu dây cho mình xem nha anh. Dạ chị hoa hồng đen nhẫn vàng y có. Nhẫn vàng y có một chỉ kiểu không em, tầm bao nhiêu em? Nhẫn vàng y nhẫn 4 số hiện tại bên em á là có nhẫn 4 số và nhẫn 980 là vàng 24k. Thì á là như nhẫn mẫu nhẫn kiểu thì bên em có những mẫu này và thêm những mẫu nữa em sẽ lên từ từ nhé. Thì như vàng này là vàng, nhẫn này là vàng 4 số này chị đẹp, vàng này nhẫn 4 số. Trọng lượng vàng của nó là 1 chỉ đó nha, 1 chỉ lẻ 4 nha chị đẹp, 1 chỉ lẻ 4, giá của nó là tầm cỡ khoảng là 5 triệu 9. Chiếc nhẫn này có giá tầm cỡ khoảng là 5 triệu 9 nha chị đẹp. Rồi em sẽ lên nhẫn từ từ, nó là chị hoa hồng đen, chị theo dõi buổi live giúp em luôn nha. Chị theo dõi buổi live giúp em nha, rồi sau em sẽ lên từ từ những mẫu nhẫn này cho mình xem luôn nha. Tại vì hôm nay là em cũng live bàn cưới không à. Sao chị chưa thấy kết bạn bạn em? Dạ để em kiểm tra lại, sao chưa kết bạn? Có mà. Để mà kết bạn cái số mà. Chị ơi em, chị Thông Thiệu ơi, em kết bạn với mình rồi đó. Em kết bạn với cái số điện thoại hồi nãy là chị nhắn lên cho em luôn rồi đó. Thu Hồng á chị, Hồng Thiệu, Thiệu Thị Thu Hồng đúng không ạ? Em đã kết bạn rồi đó, chị kiểm tra lại giúp em. Dạ dạ cô sợ. Em vừa mới nhắn tin cho mình luôn á chị đẹp, chị kiểm tra nha. Dạ có ạ, anh Huy Gia ơi có nha anh. Nhưng mà dây này hiện tại của em là còn một lượng. Tầm có phải một lượng và một lượng rưỡi nha anh. Hiện tại có sẵn luôn một lượng với một lượng rưỡi ạ. Dạ chị Kim Nguyễn. Này buổi live mới hay live cũ vậy chị? Dạ hiện tại em đang live luôn nha chị đẹp. Live mới luôn nha. Hiện tại là em đang live luôn. Live thì không thể nào mà live cũ được à. Chị comment vô được là live mới đó. Đang live luôn, đang diễn ra buổi live luôn mà. Yeah.
Dạ, hai lượng thì bên em không còn sẵn, là hai lượng bên em tạm hết rồi ạ. Mình xem mẫu giúp em nha, rồi xong là đặt cũng được, bên em sẽ lên công ty, em lấy về cho mình nha, nhẫn dây hai lượng nha. Hiện tại là dây một lượng bên em là có sợi này là 17 chỉ nè, một lượng 7 ạ. Dây khoan lọt này là một lượng 7 nè nha anh. Dây khoan lọt ống rồng nha anh. Dạ, anh muốn hai lượng hơn đúng không ạ? Anh muốn hai lượng hơn thì anh có thể xem mẫu trước rồi em lên công ty em lấy giùm cho mình nha. Anh lấy về em sẽ lấy về cho mình. Rồi bây giờ anh nếu mà anh muốn xem những mẫu kỹ hơn á thì mình có thể kết bạn Zalo giúp em nha. Bên trang của em có để số điện thoại Zalo á, rồi anh kết bạn giúp em rồi thông minh em sẽ chụp mẫu rồi báo cho mình nha. Tổng giá tiền khoảng nhiêu là dây này đúng không ạ? Dây một lượng 7 này. Một lượng 7 này sẵn em báo giá luôn nha. Dây một lượng 7 này có giá là 60 triệu, tầm cỡ khoảng là 60 triệu 760 nghìn nha. Tầm cỡ khoảng 60 triệu 760 nghìn giá vàng hiện tại ạ. Giá vàng hiện tại nha. Dây khoan lật ống rồng mà bản ống rồng mà bên em có thể các chị đẹp á mình có thể mua tại tiệm, hoặc là mình cũng có thể là ship online đều được luôn nha. Bên em bảo đảm ship online rồi cho mình kiểm tra thoải mái luôn nha các anh chị. Dạ chị Lan Pháp. Dạ anh cảm ơn. Dạ ok anh nha, nếu mà anh có muốn hỏi thêm thông tin nào thì mình có thể kết bạn Zalo rồi xong bên em sẽ báo cho mình những sản phẩm đó nha. Dạ chị Lan Pháp, dây đang đeo bao nhiêu chị? Dây đang đeo đúng không ạ? Dây em đang đeo là trọng lượng vàng của nó là một lượng nha chị đẹp. Một lượng, tầm cỡ khoảng là một lượng, có giá khoảng là dao động khoảng là 53 triệu sợi dây này ạ. Sợi dây long phụng ạ. Rồi em lên tiếp cái mẫu nhẫn này luôn nha. Em lên tiếp mẫu nhẫn ạ. Mẫu nhẫn hoa mai, mẫu nhẫn này thì có trọng lượng vàng là 8.6 nha các anh chị. Trọng lượng vàng của nó là 8.6. Giá của nó là 4 triệu 940 ngàn cho nhẫn này nha các anh chị. Nhẫn hoa mai 4 số, trọng lượng vàng của nó là tầm cỡ khoảng là 8.6 triệu, có giá là 4 triệu 940 ngàn.
nhiều lên, đang lên nhỏ. Rồi. Dạ chị hoa hồng đen vàng 24 nay nhiêu em? Dạ vàng 24, vàng 4 số thì có bán ra hôm nay là 5140.